Xin chào tất cả anh em, chúng ta lại gặp nhau. Và đêm nay thì chúng ta sẽ có những trận đấu ở loạt trận cuối cùng, loạt trận thứ 3 tại vòng bảng của Euro 2020. Vào đêm ngày hôm qua thì là những loạt trận cuối cùng mà của cái lượt đấu thứ 2 ấy. Và ba lượt đấu đó đều là những trận đấu đáng chú ý, với những diễn biến có thể nói rất là khó lường. Cho dù là có trận thì rất hấp dẫn, có trận thì ở mức độ tương đối. Trận Đức Bồ vào ngày hôm qua thực sự là một trận đấu mãn nhãn cho những người yêu đội tuyển Đức này, thích xem thứ bóng đá tấn công này. Có 6 bàn thắng cơ mà. Ronaldo cũng đã ghi bàn trong một tình huống phản công có thể nói là mẫu mực, nhưng từ đó là không đủ cho rất là nhiều điều. Và một ngày mà chúng ta không thể hình dung nổi là nhà đương kim vô địch châu Âu Bồ Đào Nha lại chơi mong manh đến như vậy. Họ có một cặp tiền vệ trung tâm là Danilo và William Carvalho không đảm bảo được yếu tố chuyên môn, trong đó vấn đề thể lực của họ thực sự là rất là lớn. Họ không theo nổi cái lối chơi mà đội bóng này cần phải duy trì. Hai huấn luyện viên của họ là Nelson Semedo và Guerrero cũng vậy. Nhưng điều đáng kể hơn cả đó là việc mà cái hàng tiền vệ của đội tuyển Bồ Đào Nha không hề có một cái ý thức thực sự là triệt để trong lối chơi phòng ngự dày đặc, đảm bảo một cái việc hỗ trợ đủ tốt cho hàng hậu vệ. Chúng ta thấy rất là nhiều những tình huống, trong đó ngay cả tình huống đầu tiên mà họ để thủng lưới một pha bóng mà sau này thì người ta vẫn cứ tính cho cái tình huống đá phản lưới nhà của Ruben Dias. Thì chúng ta có thể nhận thấy là một mình hậu vệ biên của đội Bồ Đào Nha đối mặt với tới hai cầu thủ áo trắng của đội tuyển Đức, trong khi đối phương dồn lên rất là dày như thế, nhưng mà hàng tiền vệ của đội tuyển Bồ Đào Nha thì luôn luôn có một cái xu hướng là đứng quá xa so với cái khu vực mà họ cần phải hỗ trợ, và rất là thái độ rất là hững hờ với cái việc mà nhiệm vụ mình cần phải tăng cường. Họ chơi phản công thì thực sự là chuẩn mực. Tình huống Bernardo Silva truyền bóng cho Diogo Jota, rồi sau đó là bàn thắng của Ronaldo là một cái pha bóng có thể đem ra làm mẫu. Thế nhưng mà cái phần mà cần quan trọng nhất trong cái ý tưởng chơi ở trận đấu này thì đội tuyển Bồ Đào Nha không làm được. Và ngày hôm qua thì đội tuyển Đức đã có một sự lột xác trong lối chơi tấn công. Đây là một cái sự cứu cánh cho tinh thần của đội tuyển Đức, cho những gì mà người ta đang lo lắng cho Joachim Löw, và nó tạo ra một cái cuộc cạnh tranh tốt cho cái bảng đấu này. Nhưng tôi nhìn vào cái hệ thống thi đấu của đội tuyển Đức ấy, thì thực sự tôi vẫn có rất là nhiều những cái nghi hoặc. Trước khi giải đấu này diễn ra thì tôi vẫn nói rằng là đội tuyển Đức là một cái đội mà không biết được nào một lần. Thì quả thật là trong hai trận đấu đã qua chúng ta đã thấy rõ cái việc không được biết thế nào một lần rồi còn gì nữa. Trận đầu tiên thì nhìn nó thật là chẳng có cái đường gì cả. Ở trận đấu thứ hai thì tưng bừng đến 4 bàn thắng và rất là nhiều những cái cơ hội. Thế nhưng mà cái tính chặt chẽ thì nó vẫn không hoàn toàn còn duy trì trong lối chơi của đội tuyển Đức. Và bàn thua ở cái quả phản công của Ronaldo cũng như cái quả mà Diogo Jota để bóng ở cự ly gần ấy, cũng vậy thôi. Nó là sự thiếu chắc chắn của đội Đức. Ở cái tình huống mà để thua quả phản công ấy, thì chúng ta thấy Kai Havertz lui về đá phòng ngự như một cầu thủ nghiệp dư, chơi như một cầu thủ phong trào, anh ấy không hề có một cái phản xạ của một cái người chơi phòng ngự. Thôi nhưng mà thôi, dù sao đi nữa thì đội tuyển Đức cũng đã thắng rồi. Và 3 điểm này là một điểm gọi là có thể động viên họ rất là nhiều. Và chúng ta hãy chờ xem là cái bảng đấu này nó sẽ diễn ra ở mức độ phức tạp như thế nào ở cái đoạn cuối, bởi vì trong trận đấu sớm thì là đội tuyển Pháp cũng chỉ có được một điểm trước đội tuyển chủ nhà Hungary mà thôi. Một trận đấu mà một lần nữa cái số lượng khán giả đông đảo ở sân Puskás tại Budapest đã là một cái nguồn động lực rất lớn, khiến cho đội tuyển Hungary tưởng chừng như đã sụp đổ sau cái trận thua gọi là 3 bàn vỡ mày vỡ mặt trong 10 phút cuối trước Bồ Đào Nha. Sẽ bị vậy là mất tinh thần, thì ở trận đấu tiếp theo họ vẫn chơi với một cái khí thế rực lửa và họ có bàn thắng đầu tiên, rồi sau đó là có một điểm số đầu tiên. Trận đấu đó thì đội tuyển Pháp tôi cho rằng là có một chút chủ quan, nhưng đó không phải là lý do chính. Lý do cơ bản đó là cái việc mà các cái chân sút, các cái mũi nhọn của đội tuyển Pháp ấy, chưa tìm được cái cảm giác tốt nhất của mình. Mới chỉ có một Griezmann ghi bàn thôi, còn Karim Benzema có rất nhiều cơ hội, Mbappe có rất nhiều cơ hội nhưng họ đều không tận dụng được. Có thể cũng là vấn đề không may mắn. Và phải nói là thật may là ở Euro thì cái số lượng các đội bóng được lọt vào vòng trong ấy nó nhiều. Có đội, có bảng sẽ là đến 3 đội cơ. Và cái bảng đấu này này, bảng có Bồ Đào Nha, có Đức, có
Pháp này rất có thể sẽ có 3 đội. Thế thì họ còn có rất là nhiều cái cơ hội để sửa sai. Và khi đó thì cảm giác thực sự có lẽ nó mới đến với các cái đội bóng lớn. Hungary là đội đã tạo ra được rất là nhiều cái điều thú vị, nhưng tôi e rằng là ở lượt đấu cuối cũng sẽ khó thôi. Tuy nhiên, nói về cái lượt đấu cuối của bảng đấu này thì có lẽ chúng ta sẽ dành thời gian cho một cái live stream tiếp theo, một cái buổi tiếp theo của chương trình dự đoán của tôi. Còn vào đêm qua thì Tây Ban Nha có một trận hòa trước Ba Lan, đây là một điều thất vọng. Morata đã ghi bàn. Nhưng ở chiều bên kia thì Lewandowski cũng đã lên tiếng và hai đội đã chia điểm. Đội tuyển Ba Lan đã tìm được một cái tia hy vọng. Trong khi đó thì đội tuyển Bồ Đào Nha, một đội bóng đến với Euro đương nhiên với mục tiêu là cạnh tranh chức vô địch, thì chơi như vậy chưa thể đạt được yêu cầu. Họ chưa thắng được trận nào, họ có được 2 điểm thì cái cơ hội đi tiếp thì đương nhiên vẫn còn rất là nhiều, nhưng mà cái ánh mắt soi mói dành cho họ đương nhiên là phải nhiều hơn. Và tôi đang có một cái cảm giác trơn trợn rằng liệu đây có phải là lúc mà bóng đá Tây Ban Nha trở lại với cái giai đoạn khoảng từ 2006 trở về trước ấy, tức là ông vua đấu loại là một này, và có rất là nhiều những cầu thủ tên tuổi này nọ, nhưng nó là một tập hợp mà rất có thể sẽ đem đến một cái màn trình diễn khô cứng ở các vòng chung kết. Nó không có được một cái sự bứt phá, nó không có một cái hệ thống thực sự là nhuyễn và chơi đủ tính dẫn dắt, đủ khả năng áp đặt như những gì mà họ có từ khoảng 2008 trở lại đây. Đây là một điều có thể nói là rất là đáng tiếc, vì chúng ta đã từng chứng kiến những cái đỉnh cao của bóng đá Tây Ban Nha rồi. Thế nên bây giờ nhìn một đội tuyển Tây Ban Nha như vậy thì đương nhiên chúng ta có sự hững hụt. Nhưng thôi, chúng ta hãy cứ chờ xem, bởi vì là Luis Enrique là một huấn luyện viên mà tôi cho rằng cũng có những cái nét cá tính của mình, và ông ấy vẫn còn thời gian để chỉnh sửa. Vấn đề là có chỉnh sửa được hay không mà thôi. Câu chuyện mà không có tiền đạo cũng là khó sửa lắm đấy, nhưng mà thôi cứ phải chờ. Thế còn đêm nay thì hai trận đấu tiếp theo sẽ là những cái trận đấu ở lượt cuối của bảng đấu, có sự tham gia của Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ, Ý và Sri Lanka. Ở bảng đấu này thì đội tuyển Ý đã sớm giành quyền đi tiếp sau 2 trận thắng cùng với tỷ số 3-0. Họ chơi rất là thuyết phục ở 2 lượt trận đầu tiên, nhưng ở lượt trận cuối cùng này thì họ có cần phải thắng không? Tôi nghĩ là không, bởi vì là thắng thì tất nhiên là nhất bảng, nhưng mà hòa cũng nhất bảng mà. Và Suwen thì là đội cũng đã có 4 điểm sau 2 lượt trận. Thế thì Suwen cũng chỉ cần có 1 điểm thôi là cũng chắc suất có mặt ở vòng trong rồi. Ai cũng hiểu rằng là cần phải có một cái chiến thắng nào đó cho vị trí nhất bảng, nhưng tôi nghĩ rằng đấy không phải là mục tiêu quá lớn. Với đội tuyển Ý, họ đã chơi một thứ bóng đá rất là màu sắc, rất nhuyễn, rất cống hiến ở 2 lượt trận đầu tiên. Nhưng ở lượt trận tiếp theo này, nếu như họ còn tiếp tục chơi như vậy với đội hình chính thì tôi cho rằng đó không phải là sự lựa chọn của một đội bóng khôn ngoan. Một đội bóng muốn đi xa thì không cần phải bộc lộ nhiều đến như vậy. 2 cái trận vừa rồi bộc lộ như thế là quá thừa rồi. Bây giờ là lúc mà cần phải xếp đội hình không phải là mạnh nhất, chơi vào một cái thứ bóng đá. Nếu như là đội hình dự bị chẳng hạn thì hoàn toàn có thể đá gọi là tưng bừng. Nhưng nếu như mà chơi một đội hình mức độ vừa phải thì tiếp cận với một cái trận đấu ý tưởng, một trận đấu là giữ gìn, một trận đấu không thua, có lẽ là một cái giải pháp hợp lý cho đội tuyển Ý ở trận đấu này. Và tôi nghĩ rằng là đội tuyển Sri Lanka cũng đặt ra cái mục tiêu đó, đặt mục tiêu là không thua để có điểm đủ giành quyền đi tiếp. Thực ra với 4 điểm thì đội tuyển Sri Lanka cũng tương đối chắc chân, kể cả là có vấn đề gì với một kết quả thua chẳng hạn. Tất nhiên khi đó thì rủi ro nó xuất hiện, nhưng mà khả năng cao của Sri Lanka vẫn là đi tiếp. Tôi đoán rằng là trận Ý và Sri Lanka sẽ là một trận hòa, có thể là thậm chí là một trận hòa không có bàn thắng cơ, bởi vì cũng chả biết nói như thế nào với một cái tình thế mà hai đội gọi là cùng có thể dắt tay nhau vào vòng trong. Thế còn ở cặp đấu còn lại thì Thụy Sĩ gặp Thổ Nhĩ Kỳ, thì với Thổ Nhĩ Kỳ là một nỗi thất vọng tương đối lớn, vì xem họ chơi cái đây một vài tháng ở những trận đấu, ở những hoạt động khác của bóng đá châu Âu thì tôi nghĩ là họ là một đội bóng rất là cá tính, nhưng không hiểu sao ở cái vòng chung kết thì họ lại rơi một tình trạng có thể nói là bất ổn đến như vậy. Thứ nhất là họ thiếu tự tin, và thứ hai là họ đánh mất đi rất nhiều những cái nét cá tính. Thế nên cái phản ứng mà họ đưa ra với các cái trận đấu đá quan là rất không phù hợp. Phòng ngự thì thiếu chắc chắn, mà lối chơi tấn công của họ thì cũng không còn những cái đường nét mà chúng ta vẫn thường hay chờ đợi ở họ. Trong khi đó thì đội tuyển Thụy Sĩ thì cũng hơi thiếu sức bật. Thực sự là họ không khiến cho chúng ta cảm nhận thấy rằng là họ có khả năng công phá điều gì. Họ có thể tổ chức một lối chơi chắc chắn, nhưng để mà
tấn công một cách hiệu quả, thì tôi e rằng đây là một đội bóng có vấn đề. Và nếu có đi xa thì Thổ Nhĩ Kỳ cũng đi xa chắc bằng cái những cái loạt đá penalty, chứ gọi là bằng lối chơi áp đặt thực sự là điều cũng không có. Phản công thì cũng chỉ ở mức độ vừa phải. Trong lịch sử thì Thổ Nhĩ Kỳ lại là đội có kết quả đối đầu tốt hơn so với Thụy Sĩ. Họ đã gặp nhau 4 lần và Thụy Sĩ thắng có 1 lần thôi, còn Thổ Nhĩ Kỳ thắng được tới 3 lần. Vậy thì ở trận đấu này kết quả sẽ là như thế nào? Có rất nhiều cái biến có thể xảy ra. Đây là một trận đấu tương đối khó đoán. Nhưng tôi nghĩ nghiêng về một khả năng rằng là Thụy Sĩ có thể sẽ thắng trong trận đấu này. Khả năng thắng của Thổ Nhĩ Kỳ có lẽ là không cao. Không cao, tôi nghĩ là như vậy. Và nếu như một trận thắng dành cho Thụy Sĩ thì họ sẽ có được 4 điểm. Và với số điểm đó chưa chắc đã ở vị trí thứ nhì bảng đâu, nhưng rất có thể đó sẽ là một vị trí thứ 3 có kết quả tốt và giành quyền đi tiếp. Đó là những gì mà tôi đoán về cái bảng đấu này.